Việt Nam vừa bắt giữ một tàu chở 160 tấn bùn bauxit từ Trung Quốc vào công ty Formosa ở Hà Tĩnh. Truyền thông nhà nước ngày 16 tháng 9 dẫn tin từ Hải quan Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp cảnh sát môi trường đang kiểm tra 160 tấn bùn bauxit vừa bắt được trên một tàu hàng từ cảng Đại Liên Trung Quốc cập cảng Sơn Dương Hà Tĩnh để đưa vào công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa thuộc vùng kinh tế Vũng Áng. Tin nói lô hàng bauxit được Formosa nhập về để làm gạch và lò cao phục vụ cho một số hạng mục của dự án. Giới chức Việt Nam nói là sẽ có kết quả kiểm tra trong một tuần. Nếu không đúng trong danh mục được phép nhập thì sẽ bị xử phạt và trục xuất. Cũng liên quan tới Formosa, báo nhà nước trong tuần loan tin là công ty môi trường Nghi Sơn ở Thanh Hóa đã hủy hợp đồng xử lý 400 tấn bùn thải của Formosa Hà Tĩnh. Đây là số bùn thải mà Formosa đã giao trái phép cho công ty môi trường đô thị Kỳ Anh và hiện đang bị công an Hà Tĩnh thu giữ niêm phong. Thảm họa môi trường do hệ thống xả thải của Formosa gây ra từ tháng 4 được xem là lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Dù Formosa đã đồng ý bồi thường cho nhà nước Việt Nam 500 triệu đô la, nhưng nhiều người dân không thỏa mãn với cách xử lý của chính quyền. Một số nhà hoạt động và dân địa phương đã liên tục tổ chức biểu tình dưới nhiều hình thức kêu gọi Việt Nam đóng cửa Formosa và buộc doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm hình sự.